Ai. Rồi đó là mình sẽ tắt rồi, mình cài rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ trở về cái này nè, rồi gần tới nè, mình nói thêm cái chỗ cái nút này nó có chữ C nè, chữ R nè, chữ C này chính là chữ xóa, xóa nữa nha, nó vừa reset, nó vừa có mở báo khóa và nó vừa xóa luôn. Thì ví dụ như mình chút mình vô cái chương trình mà mình muốn không cần ở chương trình đó, mình muốn sửa chương trình khác, mình có thể mình xóa, xóa là nó về mặc định không không. Rồi bây giờ mình sẽ ghim chu vô nè, à giờ thì mình ghim chu vô rồi đó. Bây giờ mình đang chế độ 2 của mình là mình đang để là 19 giờ 46 rồi. Ít sao máu gì 19 giờ 46 bật mà. Ồ cái này à, phải rồi, này nãy mình để là 19 giờ 45. Đây coi. Okay. 19 giờ 4 tại do mình gấp quá. Rồi. Ờ 19 giờ 45. Bắt đi game chưa bắt đi. Giờ 19 giờ 46, mình cho 19 giờ 47 đi. 47 nè. Thôi bây giờ mình sợ cái chế độ nó gấp thôi. Giờ mày đã 19 giờ 46 rồi nè. Rồi. Giờ không có điện. Em biết cái trời có cái vòng vòng ấy. Rồi bây giờ mình sẽ cài cái chương trình này lại các bạn. Cài chương trình lên đi. Rồi bây giờ 19 giờ 47 luôn rồi. Bây giờ mình cài 19 giờ 40, 19 giờ 49 bật đi. Nó sao tàn chút. Rồi. 19 giờ 47 nè. 48 nè, 49 nè bật nè. Và 19 giờ 50 là tắt. 19 giờ 50 nè, tắt. Rồi, cài xong rồi đó. Đó. Rồi bây giờ mình đợi thêm một phút nữa là 49 mình sẽ bật, để cho nó lâu lâu cho bạn xem cho kỹ. Đó bây giờ mình sẽ đợi cho các bạn, sẽ đợi thôi. Rồi 47 rồi đó. Mỗi 50 nè. Rồi. Úi, nó chưa bật đó. 19 giờ 49 mà. Ui, sao cài chứ. Lộn nữa rồi. 19 giờ 49 là bật nè. Rồi 19 giờ 50 là tắt nè. Mình xuống bật đó. Nó bật rồi nhưng cái đèn nó không sáng hay sao. Ra là mình coi 19 giờ 50 coi. Nó bật cái trên đây rồi nè, mà sao bóng đèn nó không sáng nè. Rồi mình giờ mình nấu thêm các bạn luôn chứ chức năng mình chưa test nè, là chế độ men. Đó, sẵn đây mình test luôn. Thì đầu tiên mình mở khóa nè. Mở khóa 1, 2, 3, 4.
Rồi, giờ đang auto nè, mình chuyển chế độ man nè. Tích điểm nó không đóng. Đèn này sáng rồi mình tích điểm nó không đóng. Đây nè, tích điểm đóng rồi nè. Đó. Nãy nó bật rồi đó mà sao nó không sáng đó. Sao tích điểm nó không sao? Rồi bây giờ mình để đây chế độ men nè bạn, chế độ men và chế độ up nè. Này chế độ on nè, on là bật nè. Đó. Chế độ auto là khi tự động đó, khi tới giờ là nó sẽ bật. Rồi chế độ up là tắt là không làm gì hết. Rồi bây giờ để chế độ auto và mình test nè. Bây giờ 15 giờ 19 giờ 51 rồi, mình để bật lúc 19 giờ 52 nha. Rồi 19 giờ 52. 19 giờ 52. Đã bật và tắt lúc 19 giờ 53. Ok. Rồi. Ủa sao mình chuyển chuyển về chế độ này đi. Ủa sao nó bật á? Sai cái thời gian thực hay sao? Rồi 9 giờ 53 mới bật mà. 9 giờ 52 mới bật. Giờ nó đã bật rồi. Nó sao cài sao mà nó ngủ vậy ta? Giờ mình hiểu sao nó bật rồi các bạn ơi. Do hồi nãy nó nằm trong cái chương trình này nè. Nó nằm ở trong cái chương trình là 19 giờ 50 mấy đó. Là tại sao nó chưa tới giờ mà nó vẫn bật là do nó nằm ở chương trình 1 rồi. Chương trình 1 là 16 giờ nó đã bật rồi nè. Và tới 8 giờ sáng nó mới tắt. Thì nó nằm trong chương trình 1. Bây giờ mình xuống cài lại mình xóa cái chương trình 1 bỏ là nó hoạt động rồi. Rồi, xóa cái chương trình 1 bỏ nè. Này bây giờ chỉ các bạn chức năng xóa nè, nó nhấn nút này, xóa, nhấn nút cái nữa nó xóa. Rồi bây giờ chương trình 2 nó hoạt động tốt rồi đó, bây giờ 19 giờ 53 phải không? Rồi cho 19 giờ 55 hả bạn? 19 giờ 55 hả bạn? Rồi và off lúc 56. Rồi ok đó. Đây. Bây giờ mình đợi thêm một phút đi, do nó nãy nó nằm trong cái chương trình kia. Tại vì chưa tới giờ mà nó vẫn bật là do nó nằm ở chương trình kia, là chương trình kia mình đợi từ 16 giờ chiều bật tới 8 giờ sáng mới tắt, thì nó còn dính trong cái chương trình kia bởi vì nó mới bật luôn đó. Giờ mình xóa chương trình kia, nó chỉ chạy chương trình này thôi. Thì các bạn đợi đi, còn 30 giây nữa nè. Sẵn làm test cho đúng rồi. Video này cũng hơi dài à. Để mình lọc cắt bớt lại. Dài quá. Rồi bây giờ các bạn để nha. Đó. Để chế độ đang mình đang ở chế độ auto nữa nè. Đó. Và nó tới 55 mình nó sẽ bật đèn. Rồi bật nha các bạn. Ok. Rồi 55 và 56 là nó sẽ tắt. 16 là nó sẽ tắt. Tại vì giờ mình muốn cài bao nhiêu cũng được, nó tùy mà mình muốn chọn như mà chọn. Rồi sẵn đợi cái thời gian tắt đó, thì mình nối thêm một số chức năng. Là như cái bóng đèn này, là bóng đèn LED này là nó báo cho bạn khi tiếp điểm nó bật còn đèn là sáng nè. Và tiếp điểm nó không bật đèn là tắt. Báo cái đèn là đèn báo. Và màn hình thì nó đang hiện thứ bảy. Và cái này cái nút đa khóa và bấm cái này 4 lần thì nó sẽ hết khóa. Bấm này 4 lần nó sẽ hết khóa. Đó. Cái này chúng ta về giờ. Rồi bây giờ 10 giây nữa là nó sẽ tắt nha các bạn. Mình
là 56 là tắt đó. Rồi tắt. Ok, đó chính là cái bộ điều khiển lập trình hiện giờ. Thì mình muốn hẹn 16 cái chương trình đó, bạn muốn tưới cây gì thoải mái nha bạn, muốn tưới cây tưới thoải mái luôn. Rồi cảm ơn bạn xem video của mình nha. Video hơi dài, mình có thể mình lọc bớt lại. Các bạn xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình các bạn.